Bốn lời khuyên dành cho những người phụ nữ hiện đại nếu không muốn mình kém hấp dẫn. Phụ nữ hấp dẫn thì thường không chỉ được mọi người yêu thích và thu hút những người yêu thương đến với mình, mà còn thu hút được những cơ hội, những điều tuyệt vời sẽ đến với cuộc đời của họ. Và những lời khuyên nào dành cho những người phụ nữ hiện đại để trở nên hấp dẫn hơn? Hãy cùng Thoa lắng nghe nhé. Điều đầu tiên đó chính là phụ nữ hấp dẫn thì thường là yêu thích cơ thể của mình. Vì yêu thích nên họ luôn biết cách chăm sóc kỹ lưỡng. Họ luôn yêu thương cơ thể của mình. Vì vậy, phụ nữ hấp dẫn hãy luôn biết chăm sóc, biết quan tâm, yêu thương chính mình. Và cơ thể của bạn cũng là nơi duy nhất có thể trú ngụ đến suốt cả cuộc đời của bạn. Điều thứ hai, đừng đi chơi với trang phục công sở và đừng mặc đồ cũ làm đồ ngủ bên cạnh chồng. Rất nhiều chị em xuề xòa, thờ ơ với tất cả từ cách ăn mặc của mình, những cái trang phục mình mặc lên trên người. Có thể là bạn mặc trang phục công sở ngay khi mình đi chơi đâu đó, nó không phù hợp. Nếu như mà trong cái tình huống mà bạn quá phải gấp gáp thì cũng có thể hiểu được. Nhưng nếu như mà bạn chủ đích bạn đi chơi hay là bạn đến một cái nơi nào đấy có mục đích rõ ràng thì hãy chuẩn bị những cái trang phục phù hợp với địa điểm, nơi chốn đó và thời gian đó. Bởi vì là cách mà bạn ăn mặc cũng thể hiện nên phong thái, cái cá tính cũng như là cái sự trân trọng của bạn đối với cả những cái người mà bạn gặp mặt. Ngay cả khi ở nhà, bạn cũng nên quan tâm những cái trang phục mà mình mặc. Đừng mặc cái đồ đã quá cũ, bởi vì không phải là bạn tận dụng những cái đồ đấy. Mỗi trang phục nó đều có một cái thời gian nhất định. Nếu như mà nó đã quá cũ rồi thì bạn hãy thay đổi và hãy bỏ nó đi, đầu tư vào bản thân mình. Đến bản thân mình có chồng con bên cạnh mà mình không chăm sóc, mình không nhìn nhận lại bản thân mình, để cho chồng con còn nhìn thấy cái vẻ ngoài của mình đầu bù tóc rối, còn thấy chán nản, thì làm sao mà mọi người ở ngoài kia có thể nào mà mở lòng ra với bạn hay là yêu thương bạn được. Chính vì thế mà dù là ở nhà hay là ở ngoài thì bạn hãy chỉnh chu hơn. Hãy quan tâm đến những cái trang phục mà mình đang mặc ở trên người và mình đang mặc hàng ngày nhé. Và điều thứ ba đó chính là hãy giữ cho mình mùi hương cơ thể quyến rũ dù là ở nhà hay là ở ngoài. Đó có thể là mùi hương sữa tắm, mùi hương của dầu gội, hay mùi hương của sữa dưỡng thể, hay mùi hương của nước hoa thoang thoảng mà bạn yêu thích. Mùi hương, như Thoa đã nói rất nhiều, đó là cái vũ khí bí mật dẫn lối cảm xúc giữa người với người. Khi bạn để lại cái ấn tượng đối với ai đó bằng cái mùi hương thì họ sẽ ghi nhớ bạn rất là lâu. Bạn cứ tưởng tượng xem là trên một cái cuộc gặp gỡ nào đấy, họ có thể không nhớ tên bạn, họ có thể không biết bạn là ai, họ có thể là không hiểu về bạn, nhưng mà cái ấn tượng lần gặp đầu tiên khi mà bạn sử dụng cái mùi hương nước hoa này, hay là những cái lần sau đấy mà bạn dùng những cái loại nước hoa hay là những cái mùi hương mà để cho người ta ghi nhớ ở trong lòng, họ sẽ ấn tượng mãi và không quên được cảm xúc đấy. Đôi khi cái mùi hương nó tạo cái sự gần gũi và cảm tình hơn cho những cái cuộc gặp gỡ, ngay khi mà bạn biết lựa chọn cho mình những cái mùi hương quyến rũ phù hợp. Chính vì thế mà hãy luôn mang theo cho mình một cái mùi hương quyến rũ đặc trưng cá tính, tạo nên cái dấu ấn cho bản thân mình. Đừng quên điều này nhé. Và điều cuối cùng, phụ nữ có thể là không đẹp nhưng hãy chỉnh chu và hãy thơm tho. Chẳng có một người đàn ông nào mà gặp một người phụ nữ mà lại không thích cái sự gọn gàng, chỉnh chu và quyến rũ của cô đấy cả. Khi mà bạn chỉnh chu, bạn thơm tho, đó cũng là dấu hiệu nhận biết rằng là bạn đã yêu thương bản thân mình, quan tâm, chăm sóc đến bản thân mình. Nếu như mà mình không chỉnh chu từ những cái nhỏ nhất thì những cái việc lớn lao ở trong cuộc đời của bạn thì liệu bạn có chỉnh chu hay là bạn có làm cho nó được tỏa hương trong cuộc sống này không?
Nếu mà bạn cứ mang theo cho mình cái sự xuề xòa hay là đầu bù tóc rối, thờ ơ với bản thân, không để ý cái những cái mùi hôi trên cơ thể thì làm sao mà bạn để ý được những cái việc lớn lao khác ở trong cuộc sống từ những cái chi tiết nhỏ như vậy. Chính vì thế mà đây cũng là cái thông điệp mà Thoa muốn gửi gắm đến những người phụ nữ hiện đại. Hy vọng rằng các chị em phụ nữ của chúng mình hãy luôn biết yêu thương, chăm sóc, quan tâm đến bản thân mình, luôn chỉnh chu, biết đầu tư vào bản thân mình để giúp mình trở nên quyến rũ hơn, tự tin hơn, xinh đẹp hơn. Từ đó bạn sẽ có được cái cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Đừng quên đăng ký ngay kênh của Hà và bật thông báo lên để nghe được những video nhé.